Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay anh sẽ giới thiệu với các em một con quay mới trong bộ phim Naruto 5. Con quay này là thần tiễn Lam Thạch. Thì đây chính là sản phẩm của chúng ta. Mặt trước sản phẩm thì có in hình con quay thần tiễn Lam Thạch. Chúng ta có thể nhìn thấy trong hộp có ngay một chiếc tay quay màu xanh dương. Trên mặt hộp thì có một cái QR code để các em tra thông tin sản phẩm. Mã của sản phẩm này là 634403. Đây là tem. Đây là mặt sau của sản phẩm. Thì đây có bộ phận của con quay và cách hướng dẫn sử dụng, cách chơi. Một bên này bây giờ chúng ta sẽ đi mở hộp con quay này nhé. Đây trước mắt luôn là một cái tờ hướng dẫn. Đây là bên trong có một tờ hướng dẫn này, một tay quay này, một con quay này, các vòng nâng cấp này và một nắp linh hồn này. Và có cả một thiết bị dụng cụ để tháo lắp con quay. Thì con quay này được sản xuất ở tại Trung Quốc. Nắp năng lượng con quay. Nắp linh hồn. Đây là tay quay. Tháo nó ra. Ở các video trước thì anh đã hướng dẫn các em việc tháo lắp các con quay tương tự như thế này. Thì mọi cách tháo lắp thì cũng khá giống nhau với những mã cũ. Cho nên là hôm nay anh sẽ chỉ thực hiện việc nâng cấp con quay này thôi. Nếu mà các em muốn xem cách tháo lắp có thể tìm các video khác mà anh đã làm trước đây. Giờ anh sẽ tháo lên nâng cấp. Đây mình lại cái phòng nâng cấp của nó cho mình cái vào chứ. Đây là để quay nâng cấp. Vậy là xong. Vẫn quay xong khi nâng cấp. Rồi anh sẽ quay thử nó nhé. Tắt lại ra.
anh đã theo dõi video. Hẹn gặp lại với em trong các video sau. Nhớ đăng ký và theo dõi kênh video của anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.